vậy là đã thành công máy sau bên tay phải. Giờ chúng ta ấn vào giữ 5 giây để trở về màn hình ban đầu. Đấy, 2,1 cân được chưa ạ? Lại ấn M giữ 5 giây. Chúng ta chuyển sang máy Asua. Chúng ta chuyển sang sensor repair. Ở left fan này chúng ta sẽ left fan matching cho được. Ref fan bánh trước. Đây, rear. Left rear. Right fan bánh trước bên phải. Ok, bắt đầu. Rồi, ok. Sang máy máy trước bên tay trái. Từ từ nhá. Red fan, đây máy trước bên tay trái. Red fan. Ok, xả hơi. Rồi, ok, thành công. Kích mở giữ 5 giây. Ok, bây giờ còn máy sau bên tay trái. Từ từ nhá. Rap rear. Ok, bánh sau bên trái. Rồi, ok. Ok, thế vậy là mình sau bên trái hơi thấp. Bây giờ chúng ta sẽ bơm đầy đủ các bánh lên 2,5 cân.